Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn hai cây đèn tip, một cây 20W Arolight và một cây 28W Arolight. Một cây 20W này là quang thông 2000 lumen, nhiệt độ màu là 6500 tới 7000K. Còn đây mình sẽ test tiếp cho các bạn cây 28W. Quang thông thực tế đo được là 3000 lumen và nhiệt độ màu của nó là dao động từ 6000 tới 6500K. Đó. Đây mình thử ra và các bạn coi hai cây.